cô chú anh chị nha. Thì bữa nay Ý cũng đi ra ngoài đồng á cả nhà. Ở đây là con kênh quen thuộc, Ý hay mò cá lô kiến hay này ngoài kia hay là chặt măng này cả nhà. Thì bữa nay mà cô chú anh chị và các bạn thi giở lợp cá cùng Ý nghe. Đây, cái này là lợp này, lợp của anh hai Ý đặt ngang nhưng Ý giở. Chứ không phải là Ý đặt nha cả nhà. Anh hai Ý đặt ở dưới bụi rau muống dưới đây nè. Rau muống hết biết nhiều rồi vậy mo. Em không thấy cá ngớp mà có con gì. Cái này hình bài kêu khác cả nhà. Bắt ốc đắng luôn, là gọi là ốc quắn đó. Hay cái thấy trên mạng người ta hay kêu là ốc đắng nhưng Ý kêu là ốc quắn nha cả nhà. Đây. Vàng bé luôn, bỏ dưới trên đây đáng hơi chật qua tim dưới à. Mình chỉ cần ngồi lên cái bậc cây này là mình hốt rồi nè. Nè. Nó đeo vô mình chỉ cần gỡ thôi. Không có bu ở dưới mà nó là trên cặp bé là nhiều. Cái để cái nón lên đây luôn đi. Cũng không có trời cũng quá nắng không. Cái này là giấc sáng đó. Cái bậc cây dưới đây Ý dở hơn lên không được. Tại vì người ta đóng dưới đây nè. Đóng gông này. Cái ghe là nhìn tự tự như đất vậy.
con ốc bự luôn. Chỗ đó kìa. Kia có không? Nó bò vô con muối nữa nè. Lội. Đúng quá. Thấy có thấy trên mé không mà lên. Con bự hơn chiếc bữa nãy nè. Bữa nãy con nhỏ nhỏ không à. Ốc cua vàng. Rồi hai thím cháu bắt cũng được một cũng khá khá ốc rồi, giờ hai thím cháu đi vô nghe cả nhà. Đi. Đứa cầm ốc, đứa cầm dép. Đây, ốc của hai thím cháu đi bắt nè cả nhà. Thì cũng ngâm qua một đêm rồi, đem xuống sông ấy chạy chạy riết mà gông vẫn không còn, vẫn còn cái chưa hết nữa nè. Có một số con á, nguyên á thì sẽ hết, còn một số con nó bị sừ sừ cái ngoài nó sẽ còn bị dính miếng gông nè. Thì ốc này á thì mình đi về dở lợp cá không có hay bắt ốc ở cả nhà, thì ốc này sẽ luộc với phần cả nhà thấy lá là dầu lá ổi, mình sẽ luộc với lá ổi nha. Thì mời cả nhà vô bếp nấu cùng ý nghe. Ý sẽ nhúng giữa lên. Thì cái phần lá ổi này ý sẽ lót ở dưới một mớ. Ý đổ ốc vô. Để thêm lớp mặt nữa.
Đi chế lên miếng nước. Ốc này thì mình cũng không cần lột nước nhiều. Thì bây giờ sẽ nêm gia vị vô luôn. Thì cái để là muối, bột ngọt, cái để nhiều cho nó thấm luôn, cho nó thấm gia vị cho nó ngon luôn. Đường, tiêu, ốc nó cũng mở mài, nó cũng nhanh chín rồi nè. Ý để lửa đi riu đây thì mình quay ra mình đâm chén muối tiêu mình chấm mình ăn nha cả nhà. Ý để đây là bột ngọt, muối, đường, thật nhiều tiêu mới ngon. Đi giã cái phần bột ngọt cho nó ra. Đây, đi để thiệt nhiều tiêu vậy nè. Nặng vô chanh. Đi đánh cái phần cho phần đường, phần muối này kia cho nó tan đều hết. Xong. Ý sẽ múc phần ốc này ra, giá bị lớn mất chừng nào rồi. Thôi đổ ra cái gỗ đi cho nó mau lẹ. Ý sẽ lấy cái giá bự múc ra. Lấy phần lá ổi ra bỏ đi. Thơm. Mình nấu với lá ổi thơm lắm cả nhà. Có người thì người ta cũng nấu lá xả, nhưng ý nấu với lá ổi để lá xả vô cũng thơm lắm. Cái này hai thêm cháo ý bất cỡ, chắc không biết đừng ký không nữa. Gì hai thím cháu đi đi đâu gọi là đi dở lập cá, không có lập cá thì bắt ốc. Để không hồi cái nhầm khi á, ý cũng có đi dở lập cá nữa, không có cái cắt bỏ không có lay lên, nhưng bữa nay sẽ quay lên luôn cho cả nhà xem luôn. Để không hồi cái nói ừ nhỏ này khi bắt cá để vô thì kia thì kia vậy đó, cái quay thực tế luôn. À, ốc ú rồi cả nhà. Ăn ốc thay cơm nè. Ủa nãy sao ngủ mình thắng răng? Em đi học rồi. Đi học hả? Mày ngủ anh chắc nên anh cũng mắc cỡ, không dám anh không dám. Anh dám đi qua đi bắt thôi, anh không dám ngồi ăn. Bây giờ mình bắt ốc nhỏ, ốc bự lộn xộn nữa nha. Còn chào bá con ốc xíu, có ốc vua vàng nữa. Nãy thấy luộc có con ốc vua vàng sót lại nữa. Ra luộc luôn nè.
Cái này ốc ú nha. Mẹ ốc chừa cơm nè. Con bự mà trong đây sao? Rồi con đúng xíu. Nó bị thọc vô. Ừ. Là anh bị ốm á. Anh phải ăn còn con. Mấy anh chó tới bên nữa rồi đó. Nào có gì đâu ăn. Giống như là con kinh đó, có hầm hầm gà biết sao mà không có cá chất độ người ta xịt nhiều quá ha. Nó vừa dở lợp thì ở sau lưng người ta xịt cá là thấy không, thấy không có cá rồi. Được ỏi thơm phải không? Ừ. Con kinh nhỏ là nước vô nước ra thì nước nước kém người ta vô người ta xịt còn đâu nữa. Cái bữa đó là anh ấy vợ chúng mấy con ba ba hai con cá rô phi một đống luôn, cá rô đống luôn. Cái ông nói cái ngày của bữa đó ổng đi công chuyện, cái nói thôi để em dở cho, nói rồi dở đi, ổng đi công chuyện rồi. Em thấy đi có con nào vậy? Tại số dưới hên đó cả nhà. Cái con bự nó ra ruột, còn con nhỏ nó không ra ruột ha. Nãy quên em bịch giấy ra nữa. Giấy ra chùi tay. Ngon không? Thấy không? Hạt ốc không? Hạt ốc ăn, em phải ăn hạt ốc con á. Nó gạo, đã. Ốc nhỏ thì nó không có con. Cái cây nó bự hơn con ốc nữa. Cái cây nó tà và đâm có nhỏ, nó không có lũng. Ngon. Vì ốc càng ngày càng giật, còn ốc vỏ càng ngày càng tăng. Hoa ăn ốc không? Cây bị tà ơi. Thôi bác ốc gì cũng có được, cũng có ăn thấy không? Ở nhà thấy ham mấy không? Bắt ốc nhóc vô thấy ham thiệt. Đưa lên mé nhóc chưa? Chồng đi nấu bằng con. Úc nè. Thằng con nó ú lù à. Nó dầm bữa nhầm khi ý bắt á, nó cũng không nhơ mà. Cái này ngon. Ngon quá quá. Không có giấy chùi tay nữa, quên lấy ra nữa. Nhớ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn xem hết video quý cả nhà. Hãy đăng ký subscribe cho kênh quý cả nhà. Bye bye.